Tôi xin phép trả lời câu hỏi này và đồng thời kết hợp là mang tính không gọi là kết luận mà gọi là tóm lại cái diễn đàn hôm nay của chúng ta. Hôm nay diễn đàn này tôi cho là cực kỳ quan trọng, đây là một diễn đàn mở. Tất nhiên cái chủ đề của chúng ta thì chỉ là vấn đề liên quan đến cơ hội trong biến động của thị trường chứng khoán thôi. Mặc dù đây là diễn đàn đầu tư tài chính, nhưng mà đầu tư tài chính nó là vấn đề rất rộng. Mà cái thị trường tài chính ấy, nó là vấn đề rất rộng. Đây chúng ta đi một khía cạnh, tức là cái thị trường chứng khoán trong cái thị trường tài chính và trong toàn bộ các hoạt động đầu tư tài chính của nền kinh tế. Thế trong thời gian không nhiều, nhưng mà tôi đã ghi chép thì chúng ta đã nghe được 9 ý kiến. Thì trong đó có 2 ý kiến của anh nhà chuyên gia được gọi là gạo cội. Anh đã cung cấp chúng ta những cái thông tin về chính sách vĩ mô, về tình hình kinh tế Việt Nam, của thế giới, các cái biến động, và đồng thời cũng đưa ra các dự báo, các cái dự phòng. Và trong đó kết hợp có đưa một số khuyến nghị cho các nhà quản lý vĩ mô cũng như là các nhà đầu tư tài chính của Việt Nam. Đấy là anh Cấn Văn Lực và anh Nguyễn Chí Hiếu. Cái thứ hai là chúng ta cũng đã được nghe chị Tạ Thị Thanh Bình là cán bộ từ cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán đã cung cấp cho các thông tin rất quan trọng về những cái biện pháp và giải pháp của nhà nước nói chung đã và đang tiến hành để mong muốn cho cái thị trường chứng khoán này nó khởi sắc và nó phát triển bền vững hơn. Tất nhiên có những cái chúng ta rất hy vọng và tin tưởng vào cái quyết sách của nhà nước, mà trực tiếp là của Ủy ban Chứng khoán, trực tiếp nữa là Bộ Tài chính đã và đang hoàn chỉnh các vấn đề liên quan đến các khung pháp lý cũng như các cái biện pháp để cho cái thị trường này phát triển. Và thứ ba nữa là chúng ta được nghe 3 nhà chuyên gia phân tích từ trường Đại học Lincoln, từ công ty chứng khoán VN Direct, rồi từ công ty chứng khoán của Agribank, đã đưa ra các cái phân tích của mình dưới góc độ của các nhà phân tích thị trường, phân tích chứng khoán, kèm theo đó là những cái ý kiến để đưa ra những cái tính chất khuyến nghị và đồng thời cũng là những dự báo cho cái tương lai của cái thị trường chứng khoán Việt Nam trực tiếp là năm 2022 và có thể trong một vài năm nữa. Và đặc biệt là chúng ta rất là, tôi thấy rất là quý là chúng ta được nghe 2 ý kiến của 2 nhà đầu tư là anh Nguyễn Đức Lâm và anh Lê Công Hội. Từ thực tế hoạt động đầu tư của 2 nhà đầu tư, các anh đã đưa ra một số cái nhận xét, một số khuyến nghị mà tôi cho có rất nhiều khuyến nghị rất đáng quý, nó rất thực tế và đồng thời nó cũng thể hiện cái kinh nghiệm của các anh trong thị trường khoán. Thế còn đánh giá chung về thị trường khoán thì cái chủ đề chúng ta mà trong bài dẫn truyền thì có nói là cái đầu năm, những năm tháng 12, 2022 này nó trồi sụt và hiện nay có ý kiến cho rằng xuống đáy chưa và nên bắt đáy chưa, vân vân này khác. Thì tôi nhìn một cách nó rộng rãi hơn, là nếu mà nhìn lại toàn bộ cái thị trường chứng khoán cả năm 2020, 21, 22 thì ta thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta đang phát triển rất tốt. Nhưng tất nhiên nó không ổn định, nó nhiều lý do lắm. Cái chỉ số mà các anh thấy, nghe anh Cấn Văn Lực hay là anh Chí Hiếu đưa ra hay là dẫn chuyện nó ra, là chúng ta như vậy là cái tăng trưởng của cái chứng khoán này rất cao, tới là bình quân như vậy tới 33%, rồi cái tỷ lệ vốn hóa đã chiếm tới 93,8% GDP, thì cái rất lớn. Và đặc biệt là cái thị trường chứng khoán này năm 2021 nó tăng tới 258%, và riêng về cái chỉ số của VN30 chứng khoán phái sinh ấy, thì tăng rất nhiều, tăng rất lớn, rất đáng mừng. Và cái đáng kể nữa, tất nhiên đây là một cái điều mà tôi là nhà làm kế toán tài chính tôi lại không yên, là chúng ta hiện nay có tới 4,3 triệu cái tài khoản chứng khoán. Mà riêng năm 2021 thì số tài khoản phát sinh rất nhiều. Và tài khoản nhiều, cổ phiếu cũng nhiều. Và với Hiệp hội Tài chính chúng tôi, đầu tư tài chính, đã có lúc lo rằng là trong cổ phiếu này thực sự có tất cả là cổ phiếu có chất lượng không? Và liệu có cổ phiếu rác không? Liệu cổ phiếu không thực lực không? Trong các tài khoản mở ra này có bao nhiêu nhà đầu tư nhỏ lẻ và bao nhiêu nhà đầu tư chuyên nghiệp? Và những nhà đầu tư nhỏ lẻ liệu đã đủ năng lực nắm bắt được và tham gia thị trường hay không? Hay là tham gia theo cái như anh Cấn Văn Lực có nói là có một cái tiêu chuẩn của anh, cái D gì đấy, là có đám đông chẳng hạn, đầu tư theo bầy đàn, theo tin đồn, vân vân. Thì chính những cái đó nó làm cho cái thị trường chúng ta nó có cái gì nó không yên và lành mạnh. Thế vì thế cho nên các anh theo dõi nó năm 2021 thấy ngay trong năm 2021 là chúng ta có lúc vật vã với thị trường chứng khoán trong thời đại Covid, có lúc nó vươn lên trên 1.300, có lúc là tụt dưới 1.300,
mà nó hình như có những ngày, có những ngày ấy, là tôi thấy nó biến động ngay trong ngày, sáng khác, trưa khác, chiều khác. Thế cho nên cái việc mà một cái thị trường không ổn định, không biến động ấy, thì tôi cho là bình thường thôi. Chúng ta mừng, tôi theo dõi, tôi rất mừng là Việt Nam còn may là chưa có giải tán thị trường ấy. Chứ còn ở Thái Lan nó thành lập một vài năm rồi giải tán ấy. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên là duy trì được một cái thị trường chứng khoán mà nó hoạt động được trong trạng thái tương đối bình thường là cái điều cực kỳ đáng mừng. Thế vì thế cho nên là chúng tôi đánh giá rất cao ý kiến này. Các anh chị đã cho những thông tin về bối cảnh kinh tế trong nước, ngoài nước. Thế còn tôi thì tôi cho rằng là năm 2022 này của chúng ta vừa rồi nó có một số cái biến động, nó dẫn đến tình trạng trù sụt thì nó có nhiều lý do. Mà cái lý do lớn nhất tôi cho vấn đề là dòng tiền. Khi mà tình hình Covid nó thay đổi, nền kinh tế khôi phục, nhà nước tung ra hàng loạt các chính sách để mà khôi phục nền kinh tế sau Covid, thì cái dòng tiền trong nền kinh tế, cái quy mô dòng tiền nó khác và cái dòng tiền nó thay đổi đi. Thế chúng ta nghe cái thông tin này, đến giờ phút này tổng kết lại riêng quý 2 vừa rồi, 70.000 doanh nghiệp mới thành lập. Thì cũng chỉ theo rõ ràng đây đều mừng chứ. Mừng ở chỗ tức là gì? Người dân, người ta đã bỏ tiền để đầu tư và thành lập doanh nghiệp mới nhiều hơn. Đấy là một cái thông tin. Và người ta sẽ bớt đi cái dòng tiền chứng khoán, bớt đi dòng tiền và đầu tư vào bất động sản, vân vân, chỗ người ta không cửa cố yên. Cho nên đây cũng là một cái hướng phải chăng là cái dòng tiền nó xoay chuyển khi mà nền kinh tế có chiều hướng phục hồi lại. Đấy, và sáng nay tôi nghe thông tin tôi mừng lắm. Bây giờ nói thế thôi chứ tăng trưởng được 7,72% cực kỳ quý trong bối cảnh này. Như vậy kéo bình quân cả 6 tháng tăng tới trên 6%. Thì cái đó cái mục tiêu của năm 2022 chúng ta đạt ra 6,5% thì tôi tin chắc chắn sẽ đạt được. Tất nhiên nó có rất nhiều khó khăn, cho nên thời cơ thuận lợi thì rất nhiều, cái này thì tôi khỏi phân tích nữa, các nhà kinh tế nói rồi. Thì đấy là một cái để chúng ta các nhà đầu tư chứng khoán và thị trường yên tâm rằng tôi tin là nó có sự khởi sắc. Nhưng có một điều để nó thực sự trở lại được như thế nào hay không, nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Bởi vì cái này vấn đề lòng tin, vấn đề là tâm lý, vấn đề là cái cơ sở pháp lý, khuôn khổ pháp lý, vân vân và vân rất nhiều. Thế vì thế cho nên là các diễn giả cũng đã nói lên một số cái thách thức khó khăn. Tôi cho thấy rất đúng. Mà cái này thì tôi cho nhà nước có cái nhận được. Ví dụ lớn nhất là vấn đề là khung của pháp lý cần hoàn chỉnh cái gì. Thì qua vừa rồi xảy một số việc thì nhìn lại thấy khung pháp lý nhiều chuyện lắm. Luật chứng khoán cũng cần phải xem lại. Rồi các cái nghị định liên quan đến phát hành trái phiếu của chính phủ, trái phiếu của doanh nghiệp cũng cần phải xem lại. Làm sao chặt chẽ hơn? Tại sao để xảy ra trường hợp Tân Hoàng Minh? Vân vân. Tại sao lại để xảy ra trường hợp mà ông Quyết ông ấy mở được hàng mấy chục tài khoản? Nó có vấn đề hỏi về luật, nhưng có vấn đề quản lý của chúng ta. Cho nên vừa rồi cũng chị Bình cũng đã giải thích, có người ta hỏi anh em ta quan tâm đến cái chuyện là cái công nghệ thông tin của chứng khoán đó. Thì quả thật cái này các nhà chuyên gia người ta có hỏi chị Bình ạ, cũng đúng thôi. Đến thời buổi này rồi, khi cách mạng công nghệ 4.0 nó tràn ngập như thế, nền kinh tế số, hành chính số, tài chính số, thì tại sao 20 năm nay mà Ủy ban chứng khoán vẫn chưa hoàn chỉnh được cái công nghệ thông tin cho cái này mà không kiểm soát được, mà chính công ty nó không tốt ấy, thì dẫn đến không kiểm soát được, không giám sát được, giám sát thường xuyên ấy, trực diện ấy, để dẫn đến về giao dịch nó người gian lận rồi mình phát hiện chậm, thì tất nhiên cái này phải tính. Đấy là cái thách thức. Cho tôi cho là chị Bình cái đấy có nói là Ủy ban chứng khoán là tích cực làm cái này, tôi cho rất mừng, cũng nên khẩn trương hơn và theo kinh nghiệm các nước xung quanh ta, Hàn Quốc làm thế nào, Thái Lan làm thế nào, Malaysia làm thế nào. Mà theo tôi được biết thì hình như là Việt Nam có lẽ tốt nhất nên chọn một cái phần mềm cho thật tốt, cái hệ thống thông tin mà quan trọng đào tạo người vận hành cái đó. Mà đào tạo người vận hành thì cái kỹ năng là một chuyện, còn quan trọng nữa là cái đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp mới là quan trọng. Chứ nó không, nó bẻ cong ngay cái dù phần mềm phần cứng thế nào không biết, nhưng mà cái thông tin chưa chắc nó ra chuẩn. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai á, chị phải nhớ là cái rủi ro trong cái thị trường chứng khoán luôn luôn rất là vấn đề rất lớn. Đấy các anh đã nêu rồi. Đặc biệt là các nhà đầu tư trực tiếp đây các anh đã nói tới. Thế rồi các nhà phân tích thì có nhiều chuyện lắm. Mà đặc biệt ấy, là bây giờ phải tính tới một cái chuyện lớn hơn là các nhà đầu tư cá nhân với số lượng quá lớn thì ủy ban chứng khoán có cách nào để mà thanh lọc, có cách nào để kiểm soát hay không? Chứ nhà đầu tư cá nhân mà đầu tư thì gửi bầy đàn lắm đông, đọc bảng cân đối kế toán thì không đọc được. Nghe người ta hô đầu tư, thấy người ta chia cổ phiếu nghĩ là sắp sửa ăn to rồi, thế lao vào mua mà không biết là cổ phiếu kiểu gì, vân vân này khác. Thế thì tôi nghĩ là
cũng nên đến. Thế rồi là đặc biệt cái quan tâm là cái chúng ta lo là cái chất lượng cung cấp của các tổ chức dịch vụ, các tổ chức dịch vụ hiện nay rất yếu, cái này đáng lo. Hay chúng ta còn gọi cái từ trong chứng khoán, người ta gọi là các tổ chức trung gian, ví dụ như công ty chứng khoán này, công ty thẩm định giá này, thế rồi là công ty kiểm toán này, thế rồi là công ty xếp hạng tín nhiệm này. Tất cả cái này nó đều là công cụ trung gian để phục vụ cho cái thị trường chứng khoán. Mà cái thị trường nó có lành mạnh hay không ấy, phụ thuộc cái này. Từ vấn đề cổ phần hóa lâu nay không diễn ra được, bởi vì là nó liên quan vấn đề thẩm định, nó liên quan vấn đề định giá tài sản, định giá doanh nghiệp. Thế rồi vấn đề kiểm toán cũng vậy. Khi phát hành cái trái phiếu ra, anh chứng minh kiểu gì? Chứ chúng tôi làm hiệp đoàn đầu tư, tôi đã phát hiện, cũng đã báo cáo với Ủy ban chứng khoán một số trường hợp, kể cả cái vốn điều lệ người ta cũng thổi lên không? Chứ đâu có chuyển giá chứng khoán. Vốn điều lệ cũng thổi, tài sản cũng thổi. Và những cái điều ấy nó làm cho cái chất lượng của cổ phiếu, chất lượng của chứng khoán nó không đảm bảo. Và cái đó chính nó tạo tác động trực tiếp vào lòng tin của những nhà đầu tư chính ta, chính trực hay nhà đầu tư chuyên nghiệp. Còn tất nhiên với nhà đầu tư bầy đàn thì nhận dạng cái này không dễ đâu. Nhiều khi nghe thấy cái đấy tôi cái này là nên tính. Thế rồi gì nữa? Rồi liên quan đến là các vấn đề khác nữa về những cái thách thức xảy ra. Cái nói nào là bên ngoài thì là chiến tranh, nào là vấn đề liên quan đến địa chính trị. Thế giới thì trước đây là một cực, rồi tiến đến hai cực, bây giờ là 4-5 cực. Thế rồi là cái mối quan hệ, tất nhiên là nước ta, các anh các chị biết rồi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chúng ta, tôi cho là rất, trong cái bối cảnh hiện nay Việt Nam chúng ta áp dụng cái phương pháp là ngoại giao kiểu cây tre, gốc thì thật cứng thật chắc nhưng mà ngọn thì lả lướt, thì mới sống được trong cái thế giới này hiện nay này. Bây giờ là nổi lên rất nhiều cực, không một cực nữa. Đấy là vấn đề tác động vào, nó tác động trực tiếp vào cái nền kinh tế chúng ta này. Nhưng có tất nhiên có tác động bất lợi, có tác động thuận lợi, mà như là chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu cũng đã phân tích. Thế rồi cộng với lại cái gì nữa? Cộng với lại của chúng ta, cái năng lực, cái cơ chế quản lý nó chưa được tốt, nó có rất nhiều, đặc biệt là chất lượng của các cái cổ phiếu trái phiếu. Thế vì thế cho nên là các ông chí đưa ra rất nhiều lý do, mà tôi cho đây là cái hội thảo này chúng ta hội thảo mở. Cho nên các ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt như là anh Nguyễn Đức Lâm, anh Lê Cung Hội đã đưa ra các khuyến nghị với các nhà đầu tư. Mà tất nhiên cái này thì có điều kiện ta trao đổi sâu hơn. Ví dụ anh Lâm có nói vấn đề là lướt sóng chẳng hạn. Vấn đề người ta đặt ra là không nên đặt ra là mua cổ phiếu bán trái phiếu ở lúc nó xuống đáy. Mà cái giỏi các nhà đầu tư là mua cổ phiếu ngay cả lúc cổ phiếu đang lên hoặc đang xuống. Bán ngay cả lúc nó đang tụt hoặc đang lên. Cái đó mới cái mà đặt ra. Mà như anh nào có nói làm sao cuối cùng kiếm được lợi nhuận, kiếm được lãi. Đấy là cái giỏi. Thế rồi một số các nhà đầu tư, các nhà phân tích thì nói là làm sao đó để mà xác định được những cổ phiếu mang tính phục hồi, vân vân. Thế là đặc biệt là anh Lê Công Hội thì cũng tham gia một số ý kiến, thì chỗ này chúng ta sẽ bàn thêm, diễn đàn này không bàn được đâu. Ví dụ như về chấp nhận VN30 hay là 50, chỗ này nhiều chuyện lắm. Ngay như ở chứng khoán này có lúc cái ngồi bàn với nhau cho cái giao dịch lô 10 hay lô 100, thế nào thuận lợi hơn. Cũng như anh Lâm vừa rồi nói vấn đề thời gian để thanh khoản chẳng hạn, vân vân. Tất cả cái này nó thuộc về kỹ năng của cái hoạt động của thị trường chứng khoán. Nhưng mà cái lớn hơn đó là tôi cho rằng nhà nước cần có sự điều hành một cách thống nhất cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái hệ thống thị trường tài chính nói chung, mà đặc biệt bây giờ trong bối cảnh của chúng ta là đang áp dụng cái nền tài chính số rồi lại chứng khoán số nữa, mà đến lúc nào đó chuẩn bị tới cái chuyện biết đâu có xuất hiện ở Việt Nam cái đồng tiền số thì sao. Đây là cái chuyện phải tính. Thế thì vì thế cho nên là với tư cách là ban tổ chức, chúng tôi đã nghe ý kiến và trao đổi. Tôi rất mừng là hôm nay chúng ta đã trao đổi với nhau được khá nhiều thông tin. Đấy là một. Cái thứ hai, đưa ra rất nhiều các khuyến nghị. Và thứ ba nữa là có những vấn đề nó mang tính gợi mở để chúng ta có thể có cái hội thảo lớn hơn. Cái thứ hai nữa, nếu cần, thông qua đây các nhà đầu tư tài chính có những kiến nghị cụ thể với nhà nước. Còn tôi được biết là đến giờ phút này dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì Bộ Tài chính đang tích cực để hoàn thiện các khung khổ pháp lý của thị trường chứng khoán, của giao dịch chứng khoán, đồng thời cũng là hoàn thiện các cái biện pháp quản lý cụ thể, đặc biệt là Bộ Tài chính có cái chỉ đạo rất chặt chẽ là tăng cường cái việc giám sát và thanh tra kiểm tra cái hoạt động của chứng khoán. Còn tất nhiên vấn đề xử lý thế nào thì quan điểm tùy,
Tôi đã dự cái hội nghị của Thủ tướng thì Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tuyên bố là kiên quyết hạn chế tối đa cái việc là hình sự hóa các cái giao dịch kinh tế. Bởi vì một cái tác động lớn lắm. Ví dụ bắt công Tân Hoàng Minh một cái, bắt Đông Trịnh Minh Quyết một cái là thị trường thay đổi ngay. Thế vấn đề đặt ra là những cái giao dịch kinh tế này đến mức nào thì chúng ta hình sự hóa, đến mức nào thì yếu tố cấu thành tội phạm hình sự để truy tố. Thế còn nếu không thì có thể xử lý bằng biện pháp kinh tế được không? Xử lý bằng những cái tranh chấp kinh tế, xử lý bằng chính các tòa án kinh tế được không? Thì đấy là vấn đề đặt ra. Cũng như là tôi đọc cái tài liệu ở Thái Lan, thì Thái Lan những cái vụ như là Trịnh Minh Quyết ấy, là nó không bắt đâu, mà như thái độ rất trực quan, mà ông Quyết đáng nhẽ ra xử lý từ năm 2017 cơ. Chúng tôi đã kín người 2017, chứ không phải 2021 đâu. Là khi anh giao dịch vi phạm thì cái việc đầu tiên là tôi tịch thu toàn bộ những lợi ích do cái giao dịch đem lại. Cái thứ hai nữa, đến mức nữa là do tịch thu toàn bộ những cái doanh thu trong cái giao dịch ấy cho nhà nước. Việc đầu tiên thôi, đánh thẳng vào kinh tế. Thế đây là cái. Thì tất nhiên là ở đây ấy, thì hôm trước thì thái độ Bộ Công an và của Thủ tướng thì cũng đều nói là sẽ xử lý rất nghiêm minh những cái gian lận giao dịch. Khi nãy có cái khái niệm là gọi là trong cái chứng khoán này có người ta gọi là giao dịch nội gián hay là giao dịch nội bộ. Nhưng nói chứ nội bộ thì nó nhẹ, nhưng mà tội nặng nó là nội gián. Nội gián tức là nó gián điệp vào bên trong ngay cái hoạt động ấy, hay nó khác đi, tức là gian lận từ trong gian lận ra. Thì những cái này phải xử rất nặng, nghiêm minh xử rất nặng. Nhưng còn lại những vấn đề kinh tế thì có thể là hạn chế tối đa những cái việc là hình sự hóa. Cũng thưa với các anh chị là hồi tôi ngồi Quốc hội khóa 11 đó, cũng ngồi bàn với nhau là án kinh tế có nên có án tử hình không, hay là những người đã tham ô, đã phạm tội, hay để cho người ta sống, để ta ăn năn với cái mà người ta vi phạm, để ta làm, để ta đền bù lại cho đất nước. Chứ còn tử hình loại ra rồi xong ngay, rất đơn giản. Thế sau đó đi tới một quyết định là có lẽ hạn chế tối đa và gần như là không nên có án tử hình đối với kinh tế. Còn như tội phạm ma túy, giết người hay này khác thì thế còn án kinh tế đó, là nên xử lý một ở một mức độ khác. Thế đấy cũng vậy. Thế thì tôi cho rằng là đây là cái liên quan vấn đề về pháp lý, liên quan vấn đề về thanh tra, về kiểm tra, về giám sát thì chúng ta phải làm. Thế đấy là một số cái nội dung thì tôi xin phép gom lại như vậy. Và tôi cho đây là cuộc hội thảo mở rất có ích. Nó giúp cho chúng ta không chỉ cung cấp thông tin mà còn đưa ra các khuyến nghị và đồng thời gợi mở những vấn đề thì chúng ta thảo luận tiếp. Một lần nữa xin thay mặt cho đoàn chủ tọa hội nghị diễn đàn này xin cảm ơn các diễn giả, xin cảm ơn các đại biểu đã đến dự diễn đàn hôm nay và xin chúc chúng ta thành công và cũng mong cho cái thị trường chứng khoán từ nay cuối năm nó sẽ khởi sắc. Xin cảm ơn. Xin chân thành chia sẻ cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Thanh. Thưa quý vị, một lần nữa trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các chuyên gia, diễn giả và tất cả quý vị đã đồng hành cùng chương trình. VCCI sẽ tiếp tục tổng hợp báo cáo chính phủ và các bộ ngành có liên quan. Ban tổ chức rất mong được gặp lại quý vị trong chuyên đề 3 đầu tư tài chính năm 2022, đa dạng nguồn vốn cho doanh nghiệp. Kính chúc các doanh nghiệp sẽ không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và hướng đến một nền kinh tế phát triển bền vững trong giai đoạn mới, và xin chúc các nhà đầu tư luôn thành công. Trân trọng cảm ơn quý vị.